Tư Chiến nay ngày 22 tháng 10 năm 2020. Bom lời trại gồm có quy bông bao bì đen, quyên lô bò rất là đều nữa nè. Mời anh em anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò xem cùng tham khảo ha. Thấy tính nuôi bò dốc vài con bò bò béo thì mình có xe nhà giao tận nơi. Trại bò 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng có. Ôi tổng thể hết cho anh em xem từ phần đầu đến cặp mình đã tuyển chọn rồi, những con mẹ lớn nền sau này đi có bò đâu. Mình tuyển chọn rồi bò lớn con ha. Còn bò là từ nhỏ lớn là bò đẹp. Con số 20 là bò Pháp, đòn rất là dài. Đây con số 20 là bò Pháp. Trại bò mình là 24,5 triệu là cái giá. 24,5 triệu là cái bò. Giá bán là 24,5 triệu là cái. Con số 20 là bò Pháp. Đây. Con số 22. Con số 2 là bò Pháp. Con số 01 là bò Pháp. Con số 4. Mọi người để xem nha. Tổng thể trên từ đầu tới bắt bò đòn rất là dày. Con số 20 là bò Pháp. Nó dài ha, mình bắt bò cái đòn nó dài cái này nó lớn con. To, lưng thẳng. Con số 2 là bò Pháp. Con số 22 là bò Pháp. Cái lô bò rất nhiều. Con số 01 bò Pháp. Bữa lâu này bò này là tầm 8 tháng chín bò rồi đó, bò Pháp em. Bữa lâu bên đây là ba bê. Con số 4 là ba bê lỡ lứa 9 tháng. Con số 3 bò ba bê lỡ lứa 9 tháng. Con số 23 là 8 tháng bò Pháp kèm giấy. Con số 8 bò lỡ lứa 9 tháng. Cơ bắp. Số 26. Cái phần đầu rất là to ha. Cái mẹ. Cơ bắp số 26. Là cơ bắp. Màu sắc sặc sỡ ha, rất là đẹp. Cơ bắp. Hai chân trước. Hai chân sau. Con số 21 bê bê bông. Con này thì dàn xương trung trung chứ không có to nữa. Con số 21 dàn xương trung trung. Xương trung trung mà lên đòn. Có 24,5 triệu bò rất là đẹp. Đây, ghim vai lưng nách chà bè. Đó, dàn xương trung trung nha. Cái dàn xương nó trung trung chứ không có to không. Nó dàn xương trung trung nhưng mà lưng còn khéo á, lưng thẳng dài đít nở nè. Có 24,5 triệu. Đó, giá rất là mềm ha. Đó, đây. Qua bê cơ bắp. Con số 24 làm thấp kem giấy. Rất là dài ha. Mặt mỏ rất là còn bắt vò lại. Quay lên
số 10. Con số 9. Con số 11. Tổng trong đây bò mình là có 6 con bò lỡ 9 tháng. Con này là 120 bò hết rồi. 120 kg á. Nếu mà so cái hơi thì con nó khoảng 24. 120 kg hết rồi. Số 11 nè. Số 9 nè. Số 10 nè. Con số 25 nè. Con số 24 nè. Con số 8. Con số 3. Là mấy con này là 120 bò hết rồi. Nó lên hết. Bò lỡ. Nhỏ hơn anh em, nhỏ hơn chấm nha. Mấy con này thì nhỏ hơn chấm rồi. Mấy con này thì bộ pháp này nó nhỏ hơn chấm á. Mấy con này thì nó nhỏ hơn chấm. Số 20 là một pháp, đoàn rất là dài, to xương to. Trại bò mình là một cặp bò chỉ có giá là 49 triệu là có giá. 24 triệu rưỡi một cặp bò. Một con là 24,5 là có. Bò cặp bò chỉ có 49 triệu, 50, 51, 52 là có một cặp. Rất là đẹp. Đại bò mình là cái giá bò là 48, 49, 50, 51, 52 một cặp. Mình đã sạch nước sơn nên mọi người mỗi một con có số thứ tự riêng. Mấy anh em chuộng con nào thì mấy anh em chưa gọi mình chú bò nào ha, công khai giá báo giá cho anh em biết luôn. Đây cái lô bò thì rất đều. Chú bắp mặt số 26 liêm vai lên nách và bè hai gần vai đưa hết hàng. Đoạn rất là dài ha. Địa chỉ trại mình là Hương Lộ 19, xã Nhuận Phú Tây, huyện Long Thành. Mình đây gần Nguyễn Văn, tỉnh Bến Tre. Em cánh từ Vũng Tàu, Lâm Đồng đi vô tới Sài Gòn. Trại bò mình là tới cầu Rạch Miễu xuống trại bò mình là 30 cây. Cánh từ Củ Chi, Đồng Nai, Bình Dương vô tới cầu Rạch Miễu xuống trại bò mình là 30 cây. Cánh từ Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cao Lãnh, Lấp Vò, Đồng Tháp. Xuống tới thành phố Vĩnh Long, trại bò mình là 25 cây á. Mình xuống chốt giá xong chở giao tận nơi. Anh em có thời gian đến trại xem, còn nếu không thời gian thì chốt giá xong chở giao cũng được ha. À, hoặc mình qua Zalo trực tiếp để cho anh em chốt ha. Đây đến trại cũng y xì thôi. Mình nói sao là thực hiện y chang nha. Giao tận nơi hai con ba con cũng giao luôn. Mẫu bò mình bắt mình đã tuyển chọn rồi, những con mẹ lớn thành sau này nó chất lượng thịt đạt rất là cao. Bà con chủ giống bò của mình mẫu bò thì nhiều là khách hàng bắt hết luôn. Đó. Ngày nay mình bán ra đây cũng cho nhiều mấy con. Ngày mai
mình tiếp tục về một xe nữa. Đây con số 24, con 20 là con bò Pháp. Con số 22 là bò Pháp. Con số 01 là con bò Pháp. Con số 4, con số 3, con số 23, con số 8. Con số 21. Bò bay bông. Con số 26 là bò cơ bắp. Số 9, số 11.